Sau sự việc hơn 70 hectare rừng bị lâm trường triệt phá ở Quảng Bình, chúng tôi đã trực tiếp làm việc với các bên liên quan và chính quyền tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Mặc dù giám đốc chi nhánh lâm trường Bố Trạch đã thừa nhận việc phá rừng này là vi phạm pháp luật, tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện nay, công tác khắc phục xử lý hậu quả vẫn còn dẫm chân tại chỗ. Có diện tích vi phạm đốt để trồng lại, thì lại có những độ dốc, có những diện tích độ dốc rất lớn, ảnh hưởng đến là cái môi trường sinh thái và nó gây đến cái sỏi lở. Điều thứ hai, sai phạm thứ hai là trong cái diện tích đốt phạt mới để trồng lại keo thì lại chưa được cấp có thẩm quyền cho phép, và một số diện tích lại phạt vào cái tạm thời rừng nghèo kia vẫn đến là ủy ban tỉnh nghiêm cấm và không được chuyển đổi. Theo quyết định số 40/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc ban hành quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác, tại điều 14 đã nêu rõ chỉ được khai thác ở lô có độ dốc từ 15 độ trở xuống, tuyệt đối không được khai thác ở độ dốc trên 25 độ. Nhưng tại đây, ngay cả những đồi có độ dốc trên 50 độ như thế này vẫn ngang nhiên bị chặt phá. Mặc dù Ủy ban Nhân dân huyện Bố Trạch đã giao cho xã hạt kiểm lâm đo đạc về diện tích rừng bị khai thác, tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có số liệu thống kê thiệt hại cụ thể. Chính quyền xã thì bảo không có chức năng, thiếu thẩm quyền xử lý, và sự việc này là do cấp huyện mới có thẩm quyền xử lý. Trong lúc đó thì kết luận tại biên bản kiểm tra thực tế hiện trường ngày 7 tháng 9 năm 2013 của Tổ công tác liên ngành huyện Bố Trạch đã nêu rõ việc chi nhánh lâm trường Bố Trạch thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm Công nghiệp Bắc Quảng Bình phê duyệt triển khai xử lý thực bì khai thác rừng đầu nguồn là không đúng với quy hoạch của thông tư 23 ngày 4 tháng 5 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về cải tạo rừng tự nhiên nghèo là rừng sản xuất. Vậy vấn đề này thì ai xử lý và xử lý như thế nào? Sai là sai rồi, đó là tôi cũng giảm nơi khác, cũng giảm cái đó. Còn thực tế để trong cái vấn đề diện tích đó thì tôi cũng xâm phạm mới. Diện tích thiết kế từ năm 2009 thì có ủy ban tỉnh phê duyệt, còn năm 2006 thông qua 2006 phê duyệt thì cái đảm mà trong đầu đã ba đó thì anh có phạm thì đó là cơ tố thì đó cũng dùng cơ ra cũng năm nó thiết kế thì cũng phải chính ba người là có người gặp cùng tôi. Dư luận đang đặt câu hỏi, phải chăng sự thờ ơ của các cấp chính quyền có liên quan đã tạo điều kiện cho lâm trường Bố Trạch thực hiện hành vi phá rừng, hay chính là sự thiếu trách nhiệm của lãnh đạo chi nhánh lâm trường Bố Trạch và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm Công nghiệp Bắc Quảng Bình trong việc lập kế hoạch, phê duyệt và thực hiện thiết kế sử dụng đất rừng tại đây?